Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vì Sức Khỏe Người Việt. Kính thưa quý vị, cổ nhân ta có câu ăn được ngủ được là tiên. Vâng, có được một giấc ngủ ngon và sâu là điều mà bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn. Đối với trẻ em thì một giấc ngủ ngon sẽ kích thích các hormone phát triển. Còn đối với những người mà làm việc cả một ngày dài căng thẳng và mệt mỏi thì một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho chúng ta có thể tái tạo được nguồn năng lượng dồi dào để tiếp tục làm việc cho ngày hôm sau, và đặc biệt là còn có thể cải thiện được làn da cũng như là ánh mắt nữa. Còn đối với những người cao tuổi thì một giấc ngủ ngon sẽ giúp cải thiện về sức khỏe tinh thần. Rõ ràng tất cả chúng ta đều hiểu rằng mất ngủ là một điều vô cùng đáng sợ, đặc biệt nếu như tình trạng này diễn ra triền miên và chúng ta không có tìm cách khắc phục thì hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là về mặt thể chất cũng như là tinh thần. Tất cả những cái Tây y và những phương pháp dân gian thì mình đã dùng cả rồi. Mình cũng cảm thấy rằng là nó không giảm. Cho nên là nhân hôm nay là có bác sĩ, rất là mong bác sĩ chỉ dẫn cho những cái phương pháp nào có thể điều trị được cái căn bệnh này. Thực ra đối với mất ngủ thì có rất nhiều phương pháp chữa. Khi mất ngủ thì người ta thường đi tìm đến những viên thuốc an thần để ngủ bằng cách người ta tự đi mua thuốc uống. Cái điều này thì mang lại cái hậu quả hết sức nguy hiểm. Dùng nhiều thì nó gây nên nghiện, và có những cái trường hợp dùng không đúng cách thì gây ngộ độc. Vì vậy thì cái thuốc đó cần phải được chỉ định của bác sĩ. Đối với y học cổ truyền thì hai cái phương pháp cơ bản, thứ nhất là không dùng thuốc và thứ hai là dùng thuốc. Dân gian vẫn thường dùng như xoa bóp, xoa mặt, rồi xoa chân, xoa bàn tay, bàn chân ấm nóng trước khi đi ngủ để cải thiện giấc ngủ. Nó làm thư thái, kinh lạc. Thế còn ngoài ra, ví dụ như người ta có thể dùng như châm cứu này, dùng cấy chỉ này, dùng tác động cột sống để tác động đến cái tiết đoạn thần kinh. Cái biện pháp thứ hai có hai nhóm. Thứ nhất, có thể dùng đến những cái biện pháp, cái thuốc của dân gian hay dùng, lá vông, tâm sen, hãm trà. Nhưng đó chỉ là những cái mà chứng mất ngủ đơn giản. Đối với các cái bệnh lý khác thì người ta có phải dùng đến cái bài thuốc để phối các vị thuốc với nhau thành một cái phương thuốc có tác dụng là dưỡng tâm, an thần, tạo thành cái phương thuốc phức hợp lại để điều trị những chứng mất ngủ đó. Hiện nay có một giải pháp giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ được nhiều người áp dụng, đó là từ thảo dược thiên nhiên. An thần đan là sản phẩm giúp nâng cao sức khỏe thần kinh, an thần, giảm căng thẳng mệt mỏi. Được chiết xuất hoàn toàn từ các vị thuốc quý trong đông y như thái tử sâm, bạch linh, hà thủ ô, lạc tiên, kết hợp với nhiều thảo dược khác giúp người bệnh không những cải thiện giấc ngủ mà còn bồi bổ cơ thể, nâng cao sức khỏe. Tôi là Phạm Thùy Linh, tôi là một nhân viên văn phòng. Thời gian gần đây công việc của tôi rất là áp lực, tôi luôn luôn bị mất ngủ, nửa đêm bị tỉnh giấc. Và công việc của tôi đã ảnh hưởng rất là nhiều, không còn hiệu suất công việc tốt nữa. Từ ngày tôi sử dụng sản phẩm An Thần Đan, sức khỏe của tôi được cải thiện rất là nhiều, hiệu quả công việc cũng được nâng cao hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Thưa bác sĩ, tôi vừa xem xong phóng sự và thấy rằng là trong đông y có rất nhiều những loại thuốc công dụng, và trong đó có sản phẩm An Thần Đan. Và cái sản phẩm An Thần Đan này chắc chắn là sẽ tác dụng tốt cho những người mất ngủ. Vậy xin muốn hỏi bác sĩ là An Thần Đan có thể sử dụng cho đối tượng nào, lứa tuổi nào có thể dùng được, để tôi có thể biết và giới thiệu cho bạn bè và những người quen thân để họ dùng. Vâng, trong sản phẩm An Thần Đan này thì tôi thấy có rất nhiều ưu điểm. Trong này thì có rất nhiều cái vị thuốc để hỗ trợ điều trị những cái chứng suy nhược của ngũ tạng. Điển hình như các cái vị thuốc như sa nhân thì nó làm cho ôn trung, rồi nó làm cho cái thăng của cái tỳ, cái tỳ nó vận hóa nó được tốt lên. Đấy, rồi ngoài ra nó có nhân sâm, thái tử sâm làm
bổ khí, kiện tỳ, rồi có táo nhân, có lạc tiên, đấy là những cái vị thuốc mà dưỡng tâm, an thần rất là tốt, phù hợp được rất nhiều cái đối tượng và các cái mất ngủ có thể dùng được. Tức là đấy là những sản phẩm dành cho những người đang bị chứng mất ngủ rồi. Thế còn với những người mà bị chứng mất ngủ nhẹ hoặc là chưa bị chứng mất ngủ thì làm như thế nào để chúng ta có những cái biện pháp đề phòng không ạ? Cái biện pháp phòng chống chính là nâng cao sức khỏe và cải thiện cái trạng thái tâm lý của mỗi con người. Khi ta có trạng thái tâm lý tốt nhất thì ta có một cơ thể khỏe mạnh nhất và có giấc ngủ an yên, ta giấc ngủ ngon. Thứ hai là có chế độ ăn uống phù hợp, không nên ăn quá no buổi tối đấy, và không nên ăn quá gần những cái giờ đi ngủ đấy. Rồi thứ hai nữa là tránh hạn chế những cái chất kích thích đấy. Ngoài ra thì trong cái cuộc sống thì mình có thể bố trí cái phòng ốc thật là thoáng, đủ cái diện tích, không quá chật chội, không quá ẩm thấp thì giấc ngủ mình cũng được cải thiện lên rất là tốt. Chỉ cần chúng ta để ý một chút và sử dụng những biện pháp rất là đơn giản thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được chứng mất ngủ và cải thiện được chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Và một lần nữa thì rất là cảm ơn những kiến thức vô cùng hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ Trương Quốc Chính cũng như là những câu chuyện đầy thú vị mà nghệ sĩ ưu tú Trần Đức đã mang tới cho chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Trần Đức, ngay cả bản thân Quỳnh Chi nữa và rất nhiều quý vị khán giả cũng đã có được cho mình những kiến thức để cải thiện được chất lượng giấc ngủ, giúp cho giấc ngủ của chúng ta được hiệu quả và an toàn hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.